Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình luyện đọc tiếng Việt lớp 3 tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài có tựa đề là Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. Bài đọc ở trong phần Em đọc sách báo ở trang 90. Chúng ta hãy bắt đầu đọc bài thôi nào. Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé thơ. Bạn của cây phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ. Sáng hôm ấy, bé thơ về. Bông bằng lăng cuối cùng đã nở, nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ là mùa hoa đã qua. Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó chắp cánh bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa trao qua trao lại. Sẻ non cố đứng vững. Thế là bông hoa trúc hẳn xuống, lọt vào khuôn cửa sổ. Lập tức sẻ nghe thấy tiếng reo từ trong gian phòng tràn ngập ánh nắng. Ôi đẹp quá, sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đọc sách. Chúng ta hãy chăm chỉ đọc sách hơn nữa để chúng ta có thể hiểu rộng hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.